Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ việc 6 người trong gia đình cùng tử vong bất thường tại căn nhà nằm trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Các nạn nhân được xác định gồm hai vợ chồng, ba con nhỏ và một cháu. Theo đó, khoảng 12 giờ trưa nay ngày 24 tháng 7, đồng nghiệp điện thoại nhiều lần cho anh Lý Quốc Pháp làm chung cơ khí nhưng không liên lạc được nên đã đến nhà tìm. Khi phá cửa vào, mọi người phát hiện vợ chồng anh Pháp nằm bất động ở khu vực nhà tắm. Ở khu vực cuối nhà có máy phát điện, cả 6 nạn nhân được xác định tử vong từ trước. Ngoài vợ chồng anh Pháp thì còn có 3 con nhỏ mới 15 tuổi, 7 tuổi và 2 tuổi, một người cháu 15 tuổi. Người dân địa phương cho hay, vào đêm ngày hôm qua 23 tháng 7, khu vực nơi xảy ra vụ việc có mưa to và bị mất điện. Một số nhà dân đã dùng máy phát điện để phục vụ sinh hoạt, bật máy lạnh để ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngạt khí. Hiện nay ngôi nhà xảy ra vụ việc vẫn đang được phong tỏa. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tử vong. Căn nhà trên được nạn nhân mới mua cách đây hơn một năm. Người vợ kinh doanh dịch vụ salon tóc, còn người chồng làm cơ khí. Các bác sĩ cho biết việc sử dụng máy phát điện trong môi trường kín hoặc chật hẹp như hộ gia đình tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Khí CO sản sinh ra trong quá trình vận hành máy nổ sẽ ngăn chặn cản quá trình vận chuyển oxy lên não, gây tổn hại hệ thần kinh, tim mạch của nạn nhân những trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời để thiếu oxy lâu có thể ảnh hưởng đến chỉ giác do não bị tổn thương và nặng hơn sẽ dẫn đến hôn mê và có thể tử vong đặc biệt với những chiếc máy phát điện cũ kém chất lượng thì lượng khí xả ra càng lớn vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc tuyệt đối không được để trong phòng kín phòng nhỏ chật hẹp